Ngày 24 tháng 11 năm 2024, Chúa Nhật 34 thường niên, lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ trụ theo Thánh Gioan chương 18, câu 33 đến câu 37. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Pilato hỏi Chúa Giêsu rằng, ông có phải là vua dân Do Thái không? Chúa Giêsu đáp, quan tự ý nói thế, hay là có người khác nói với quan về tôi? Pilato đáp, ta đâu phải là người Do Thái. Nhân dân ông cùng các thượng tế đã trao nộp ông cho ta. Ông đã làm gì? Chúa Giêsu đáp, nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do Thái, nhưng mà nước tôi không thuộc chốn này. Pilato hỏi lại, vậy ông là vua ư? Chúa Giêsu đáp, quan nói đúng. Tôi là vua, tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về chân lý. Ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng tôi. Đó là lời Chúa, suy niệm tin mừng. Đức Giêsu Kitô là ngôi lời Thiên Chúa. Trong Ngài muôn loài được tạo thành, nhờ Ngài vạn vật được cứu độ. Vì thế Ngài là chủ tể, là vua vũ trụ. Nước của Ngài không hạn hẹp một quốc gia nào, một dân tộc nào, nhưng bao trùm toàn thể chúng sinh. Vinh quang uy quyền của Ngai báo Ngài không tỏ hiện bằng vũ lực, bằng cao sang thế trần, nhưng êm đềm trong yêu thương, trong tình thân ái để đem hạnh phúc đích thực cho mọi tâm hồn. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn cải tạo mọi sự trong con yêu dấu Chúa, là vua vũ trụ, xin đoái thương cho mọi loài thọ tạo đã được giải thoát khỏi vòng nô lệ, biết phụng thờ uy linh Chúa, và biết luôn luôn ngợi khen Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.